ngọc linh là một trong những dược liệu quý và đặc hữu của Việt Nam. Nó nằm trong danh sách những loại sâm tốt nhất thế giới với nhiều chất chống oxy hóa và đặc biệt là chứa tới 52 hoạt chất saponin. Đây là một hoạt chất rất có lợi cho sức khỏe của con người. Số lượng này thậm chí là còn nhiều hơn cả sâm Hàn Quốc nữa quý vị ạ. Vậy thì Việt Nam chúng ta đang phát triển loại sâm này như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng phóng viên Minh Thư tìm hiểu trong Kết nối nông sản sáng nay. Vâng, sâm Ngọc Linh của chúng ta quý nhưng mà hiếm bởi vì điều kiện chăm sóc chưa tốt cho nên là sản lượng thưa thớt. Bởi vậy là nếu như muốn phát triển thành một cái ngành hàng bài bản giống như là Hàn Quốc hay là Trung Quốc đang làm thì chúng ta cần phải làm những cái gì, những cái biện pháp gì nữa? Vâng, hiện nay theo tôi nghĩ thì vấn đề quan trọng mà các tỉnh trồng nhiều sâm như là Kon Tum hay Quảng Nam cần phải thực hiện gấp đó là chúng ta cần phải có một cái môi trường, cần tạo ra một môi trường, một thị trường minh bạch cho sâm Ngọc Linh. Như chị cũng biết đấy, đó là do sâm Ngọc Linh chúng ta thì khan hiếm hàng, do vậy mà cái giá sâm cũng rất là đắt đỏ, dao động từ 60 triệu đồng cho đến cả 100 triệu đồng mỗi kg. Vì vậy mà tình trạng bị làm giả cũng rất nhiều. Và tôi còn được biết là có cái tình trạng là nhiều người xấu là còn mang cả củ tam thất ra để làm giả sâm Ngọc Linh nữa, đúng không ạ? Vâng, đúng như chị nói. Và quả thật là trong cái bối cảnh được gọi là vàng thau lẫn lộn như hiện nay thì rõ ràng là Quảng Nam đã có một cái cách làm rất là hay và đặc biệt, đó là vào ngày từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 hàng tháng thì tại tỉnh này sẽ diễn ra phiên chợ sâm và ngay tại cửa chợ sẽ có một tổ thẩm định bao gồm 12 thành viên vừa giúp kiểm tra giám sát sâm vào chợ vừa giúp tư vấn cho khách hàng. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, tổ thẩm định luôn có mặt tại những sự kiện thương mại liên quan đến sản phẩm sâm Ngọc Linh. Trong các thành viên tổ thẩm định thì ông Trịnh Minh Quý là người giữ vai trò cốt cán trong việc kiểm định, phân biệt sâm Ngọc Linh. Ông vẫn được bà con gọi là cán bộ sâm vì đã có 15 năm gắn bó với cây dược liệu quý hiếm này. Muốn mà biết chính xác nhất là mình phải mổ ra như thế này. Là riêng mà giả sâm Ngọc Linh đó, tức là ranh giới cái giữa cái loại với này nó không có ranh giới rất rõ ràng, nhưng riêng sâm Ngọc Linh này nó có ranh giới rất rõ ràng giữa cái loại và cái vỏ ngoài này nó có ranh giới. Sâm Ngọc Linh thật là có hình dáng là hơi màu vàng và cái trứng này, cái trứng với lại phía sau này cái đốt cũng có cái liền này. Nhìn ra còn sâm tam thất là mọc liền là không cái mắt là nói liền nhau. Năm tuổi mình đếm này, nó đếm theo nước này, tuổi này đây rất là lâu năm dò rồi nằm trên mặt đất này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đây này, 9 năm dưới này do bị gãy rồi, chuột an này, đây là 9 năm rồi thấy nhỏ đây, 9 năm. Một đốt là một năm. Qua kiểm tra thì còn sâm đảm bảo chất lượng hết, là không có sâm giả. Như vậy có thể hiểu là tất cả nguồn sâm nguyên liệu trước khi được đưa vào bày bán tại phiên chợ này thì đều phải được kiểm định, thậm chí là từng củ một để đảm bảo rằng đấy là sâm Ngọc Linh thật 100%, đúng không ạ? Vâng, và quả thật là với cách làm như vừa rồi chúng ta đã xem thì tỉnh Quảng Nam đã tạo ra một cái môi trường cũng như là một cái thị trường rất là tốt và minh bạch cho sản phẩm sâm, nó giúp cho cả người bán lẫn là cả người mua của chúng ta. Và phiên chợ sâm ngay đầu tháng 4 vừa qua thì cũng đã thu hút đến hàng nghìn lượt khách đến thăm và mua sản phẩm. Tại phiên chợ, các doanh nghiệp và hộ dân sẽ bày bán sâm Ngọc Linh ở nhiều độ tuổi khác nhau nhằm giúp du khách có nhiều lựa chọn. Sâm Ngọc Linh loại 10 củ 1 kg có giá bán khoảng 150 triệu đồng. Loại 50 củ 1 kg có giá khoảng 50 triệu đồng. Lá sâm tươi khoảng 10 triệu 1 kg. Thật sự tôi rất là hạnh phúc khi đến với một cái hội chợ sâm như thế này và được tận mắt chứng kiến được những cái củ sâm của núi Ngọc Linh của người dân bản địa đem ra trưng bày. Hiện nay chính là cái này thì ở Hà Nội cũng rất nhiều người bán. Nhưng chúng muốn vào đây là cái nơi trực tiếp mà là cái nơi trồng ra cái loại sản phẩm này. Nó có rất nhiều công dụng và nó cũng là một cái sản phẩm quốc gia. Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ nguồn sâm Ngọc Linh đưa vào bán tại phiên chợ, thì huyện Nam Trà My cũng yêu cầu các doanh nghiệp hộ kinh doanh sâm ký cam kết không buôn bán sâm giả và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc
tổ chức cái phiên chợ sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My này có ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất là nó góp phần hạn chế cái việc là sâm giả hiện nay đang trôi nổi trên thị trường. Bởi vì bán tại cái vùng trồng sâm này với sự giám sát quản lý chặt chẽ của chính quyền cấp huyện, sự hỗ trợ của các ngành của tỉnh thì chúng tôi đang cố gắng là sẽ góp phần hạn chế cái việc là sâm giả hiện nay trên thị trường. Người có nhu cầu thì có thể là đến trực tiếp ở đây để mà mua sâm hoặc là thông qua bạn bè để nhờ mua sâm. Bình quân mỗi phiên chợ bán được khoảng 50kg sâm Ngọc Linh ở nhiều độ tuổi khác nhau, đem về doanh thu hơn 5 tỷ đồng cho người dân. Việc do thương rồi cho nên buôn bán ở nhà thì giá cả thì không ổn định. Nhân đây thì bà con trên xã Trà Linh đem sâm xuống để bán trong hội chợ. Mong rằng giá cả được ổn định để bà con làm ăn ngày càng phát triển hơn. Hiện tại tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch hơn 15.000 ha đất rừng nguyên sinh ở 7 xã tại huyện Nam Trà My để trồng sâm Ngọc Linh. Qua đây sẽ đáp ứng nhu cầu mua sâm Ngọc Linh cho người dân trong nước và quốc tế. Từ câu chuyện của tỉnh Quảng Nam thì tôi cho rằng trên quy mô cả nước, nếu chúng ta tổ chức được thị trường dược liệu một cách minh bạch, biết cách kết hợp trong chế biến, ví dụ như là kết hợp sâm với đẳng sâm, nấm lim xanh và các loại sâm núi ở Hoàng Liên Sơn, ở Nghệ An, các loại dược liệu quý ở Tây Nguyên hay là Tây Bắc, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một ngành dược liệu hết sức phong phú, đủ quy mô để cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Vốn và công nghệ quan trọng. Thế nhưng riêng đối với sâm Ngọc Linh thì đất và rừng lại là hai yếu tố không thể thay thế. Bà con và doanh nghiệp phải cùng nhau gìn giữ thì mới có thể tạo đà cho sản phẩm này phát triển một cách bền vững.